Cô bác ơi, mời cô bác ăn vú sữa nha. Ăn vú sữa. Ngập lâu quá không được. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ quất 500 ngàn. Qua dịp cậu tre, con chim le le quất hết 1.200.000. Đã tôi nói với bà rồi, phận của đàn bà là cái bếp. Bà đâu có được ngồi đây, nè, trà không có nè. Chén tách thì dơ nè. Khách khứa người ta tới người ta cười thúi đầu. Ông đi thôi, ông gì mà ông chửi rửa ông sòm mà chén từ mới có rửa. Chào nha, chào nha, chào mấy chị ơi. Hello. Xin chào ngày mới đại gia đình nó nhiều hiện cho trời vlog nha. Dạ, kính thưa quý bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì tiếp theo cái series về miền Tây, Hiển với Phó Bếp đang có mặt tại cái cà phê phim trường căn nhà màu tím. Thì ở đây là cái tên số nhà và tên đường. Hiển sẽ review cho đại gia đình mình xem là khi có thời gian đến đây cùng trải nghiệm nha. Thì nghe nói ở trong này toàn là màu tím hết. Mời các bạn. Mời các bạn đi vô xem. Gặp quá nhiều mấy chị em đi vô đây uống cà phê. Rồi chào đại gia đình nha. Đi chơi vui vẻ nha. Lối vào. Wow, đây có mấy Doraemon gì đó hết nha. Chú heo cũng màu tím. Ở đây là trúc lan hả gì đây nè, trúc lan phương tử nè. Ồ, cái bông lan đẹp á. Mấy cái cây cũng tím luôn. Cái gì cũng tím rịm hết trời. Rồi cái này hay sức không? Đây nè, từng cánh bông tím không? Họ chọn những cái bông tím để ở đây nè. Anh hỏi tại sao em yêu màu tím lúc bình. Em trả lời anh, tím chung tình, tím của lòng em. Trời ơi, đẹp quá đi. Bà tên tắm đang án tên gì? Màu tím lục bình. Ai? Hay quá, về mở kênh coi nha, Hiển chờ chờ nha. Đây, nó, người ta chọn những cái cây lan màu tím luôn nè. Lan tím không? Cái người chủ này chắc yêu hoa tím dữ lắm luôn nè. Chắc vậy rồi, chứ còn gì nữa. Cái này chắc tường nhà cũng màu tím. Thảm tím luôn. Này gọi là cái cù lao đó. Đây, bây giờ mình đi qua cái cù lao tím. Cù lao tím. Dễ thương quá à. Hay, trái tim màu tím luôn. Đó, thấy không? Đi để tìm hiểu nhiều cái mới lạ. Khoa ngang, bây giờ quay cho Phó Bếp đi lên đây wow, nè. Wow, cái cây thiệt luôn kìa. Đây, đây, lên đây, lên đây. Cái cây nó có màu tím thiệt luôn kìa. Hay quá. Để Hiển lên, Hiển lên, Hiển coi review coi. Ê, cái nội mà mấy cái đường đi lên cũng là thảm tím luôn. Người ta nói là màu tím chung tình mà. Đó. Mát quá trời ha. Oh, xin lỗi, cái này bông gắn chứ không phải bông thiệt. Nhìn tưởng nó bông thiệt, xin lỗi, xin lỗi. Một cái căn phòng nhỏ nhỏ để chúng ta ngồi, chúng ta review, chúng ta đâu có bếp vô ngồi đạn bản rồi. Nơi tình yêu bắt đầu. Đó. Vô, 2, 3. Ca ca đi, ca đi, ca đi. Tím cà chiều quang, ôi tím cà chiều quang, tím trên biển, biển. Đúng quá. Trời ơi, ổng thì khang tiếng. Ba con wow. Thấy ghê hả? Gớm luôn à. Cái cây này cây gì màu tím nè anh? Dạ. Bông sim tím phải không? Cái sim á. Sim tím. Ờ, à, đẹp quá ha. Cho cái cào tre này đi được không ta? Đi luôn. Được đó. Đi được, được. Đâu ông tránh biết chứ Phó biết dám đi cái cầu này không? Không biết, nhưng mà chắc không dám đâu. Thử ra. Thử coi. Sao nó lúc lắc quá vậy ta? Mình cũng hơi nặng á. Trời ơi, gãi cái cầu của người ta là mất công mấy cá ở dưới nó chạy rần trời luôn á.
cãi không ta? Hên xui đi. Hình ảnh này là y chang như cái nhà mình hồi xưa vậy các bạn. Được, được một nhịp ơi. Tâm lý á, khi chúng ta đi qua mấy cây cầu này chúng ta thấy hoàng hoàng, chúng ta sợ nhưng mà không bao giờ gãy được. Tại vì phía dưới á, có cây tầm dông. Tầm dông rất là chắc. Đó. Hay quá ta. Về tới đầu làng. Ủa? Về tới đầu làng chưa sáng hả? Đây nha, qua cầu gió bay nha. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ quất 500 ngàn. Qua dịp con rồi, Tám đứng đây rồi, Tám ơi. Kè, kè, kè. Đứng đây, đợi chỗ. Rồi, tới luôn. Qua dịp cậu tre, con chim le le quất hết 1.2 triệu. Dạ, ca vui nghe, chứ không có ý gì hết nha, bà con, cô bác ơi. Đây có cái gió nữa nè. Từ từ nó quay đi. Ôi đất, cô, cái dù có trái nè, không hối gì cái nè. Thấy chưa, nó đen nó trơn luôn. Khát nước con hồi nó bút trái dừa đó. Đây là các bạn, đây là những cái căn chòi mà họ dựng, phục dựng lại giống như cho mình quay về ký ức ngày xưa. Nhưng mà thì nhà hiển hồi xưa y chang như vậy nè, phên tre vách lá, rồi kể cả những cái cà ràng ông táo, rồi cái bàn thờ cũng nghèo nàn vậy đó. Cái này không có cái gì hơn hết trơn. Cái này gọi là cái gì vậy? Gạt măng rê. Gạt măng rê. Cái này là cái nôm. Không phải cái này nè. Cái này là cái, thì nó cũng giống như kia, nhưng mà cái này sau này người ta tiết tấu, người ta làm cho nó dễ xài hơn bằng tre. Trời ơi, cái cối đá nữa nè. Lâu quá sức mới thấy lại cối đá nè. Dạ. Giường tre. Còn cái này là cái mình xúc cá hả? Cái này là của người Khmer dùng. Lâu quá rồi cũng quên cái này, nhưng mà cái này của người Khmer dùng. Là họ ủi vô như vậy là vô đây là vô cái bờ, rồi cá họ lùa vô đây họ dở lên họ bắt. Hay quá, vô đây là dính luôn, ở đâu ra hỏi nữa. Nè, cái cần xé nó nè, thấy chưa? Cái này em biết. Thậm chí cái nồi gan họ cũng làm như thế này. Cái nắp dung để ra nửa hở nửa kính vậy, rồi có cái gì cái giá. Đó, mấy cái lu nó kìa. Cái này nó dành muối củ cải gì nè, nấu nước mắm đựng gì đó. Đựng muối, đựng gạo, rồi các thứ. Nha. Có cái sàn nước, cái này cũng có người kêu cái tràn nước. Là cái bàn thờ nha. Cái thùng này hồi xưa mình làm đám cưới mà mình làm bánh á, mình hay bỏ ở đây nè, đậy lại nè. Đây là thoại canh Châu Tấn rồi nè, những cái bức tranh kiến hồi xưa đó. Đó. Trời ơi, những gì á. Mâm quả. Ôi ôi, hay quá, cái quả này đâu chắc là đời nào, bởi vì nó giữ ấy cũ hết trơn nè. Nhà hồi xưa nhà nào mà có được cái tủ thờ đẹp đẹp là hãnh diện lắm rồi. Bởi vì cái tủ thờ của Hiển đó, cái điều Hiển ước ao lớn nhất là nhà có cái tủ thờ. Thế thôi, còn những thứ khác từ từ tính tiếp. Đây cái bộ đi văn, mà đi văn này là cũng nghèo nàn nữa, đóng bằng gỗ tạp chứ không phải được gỗ tốt nữa. Gỗ xoài, gỗ mít, gỗ sầu riêng rồi bậy bạ. Bàn. Mới bước vô là có cái vỏ hoa màu tím mà, thấy chưa? Đây cái võng đây nè, trời ơi, tôi thấy cái võng này tôi nhớ tới ba tôi rồi. Xin nằm chút nha. Chiếc võng đông đưa kẹo kẹt, nhớ về tuổi thơ. Ngồi thấy đôi rồi. Hay quá. Nói cái bàn này nữa nè. Sau này nhà mình có được một hai cái bàn như thế này, người anh rể mình đóng đẹp lắm. Ghế này gọi là cái ghế đẩu. Mà cái nhà mà vách lá này mát quá ha. Mát hết sức luôn vậy đó. Ở phía trước cũng có bàn ghế cho ngồi chơi. Nhà ai mà lót gạch tàu như thế này là khá rồi, sang rồi. Trước nhà là 4 cây cột như thế này. Ở quê họ không bao giờ để trước nhà 3 cây cột nha các bạn. Các bạn để ý cái điều đó. 4 cây chứ không bao giờ 3 cây. Ủa là sao? Cái đó mình cũng không có tìm không hiểu mà. Nhưng mà đều thường là 4 cây. Ừ. Rồi có hàng cao, lưu nước, trâu, cây rơm. Quá, quá đỉnh luôn. Cái kiệu đó
rồi ở đây có cái gáo để mà múc nước nữa, nhưng mà họ chỉ làm mẫu thôi chứ không có nước ở trong. Đây có chiếc xuồng kìa, phố bếp lên ngồi bơi thử coi. Xuồng màu tím luôn. Được không? Có cho ngồi không? Ngồi được. Ca thử coi ai mua sầu riêng coi. Ai mua sầu riêng không biết ca. Đây mình tới lấy nước một cái cà phê đá đi, một cái cam giác này. Ủa cái khu du lịch này mở lâu chưa hả? Đây gần 2 năm. 2 năm. Dễ thương quá à. Đây rồi, cảm ơn nha. Đây, ở đây có một cái giống gánh mấy cái trái cà nè. Rất là dễ thương luôn. Đây, lấy 2 ly nước nè. Để đây, chú quay cái này luôn đi. Anh Tám đem kem lên nữa kìa. Ôi ôi, nóng mà giờ này mà uống nước mà ăn kem nó thôi vô luôn. Quá trời mệt rồi. Quá trời mệt luôn, uống nước đi xong rồi hả? Ờ, trời ơi, rớt 2 tỷ luôn á. Nói 2 tỷ cái cháu đó cười kìa. Quay màu tím, quay cái kem màu tím. À, cái kem màu tím đây nè. Nhưng mà cái kem kia màu xanh nha. Đây, xé review rang đi con. Phai môn hả? Màu tím chắc là phai môn rồi. Căn nhà màu tím, số 99 đường Chí Sinh hả? Tân Phú Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Quầy ăn bên đây là bán thức ăn nha. Cuối tuần thì sẽ có bánh nhân gian. À, tại cái ủa, vậy là bữa nay mình không có ăn bánh gì hả? Có bánh cua sen. Nhân gian của con chỉ có cái bánh nhân gian tốt. Vậy là bữa nay chỉ có cái bánh này thôi. Dạ. Bánh thù thề. À. Thôi mình lấy đại cặp đi. Mỗi cặp thì bánh. Lấy cặp nhiêu cái vậy cưng? Dạ, một cái thì là 5.000. Rẻ quá vậy. Đủ chưa? Rồi đủ rồi. Có 15.000 đây, 5.000 nữa là 20. Không bót luôn. Rồi cảm ơn em. Trời em bé thấy thương quá, dễ cưng quá. Ở đây họ có làm đồ ăn cho mình ăn nữa nè. Mà khi mình muốn ăn là mình phải đặt trước khoảng 1 tiếng đồng hồ, mình đi vòng vòng xong mình trở lại ăn. Ừ. Đó. Đây, lúc nãy mua cái bánh phu thê gì nè, mà bọc cái bánh này nãy em gái đó nói là bữa nay có người đặt người ta mới làm, chứ đáng lẽ là không có bánh mình cũng hên. Ờ, cái bánh này có 5.000 cái à, rẻ không? À, cái mùi khoai môn nha. Đây, mời các bạn thử nha. Ngon quá. Nổi. À. Đã không? Dạ, cô bác ơi, mời cô bác ăn vú sữa nha. Ăn vú sữa. Ngâm lâu quá không được. Có một cái trái tim tình yêu nữa nè. À, tiếp tục review cái khu vườn màu tím. Màu tím phim trường. Wow, dễ thương quá vậy. Đây là căn nhà màu tím. Có giường ngủ. Chủ nhân của cái mảnh đất này cũng văn nghệ lắm à. Cái giường màu tím rồi hai cái ghế màu tím rồi như thế này nọ. Căn nhà màu tím, coffee cái đó để cho phim trường á. Hai món này đẹp quá nè. Trời ơi, cái này mà được có cái cây jacaranda nữa thôi vô luôn. Dễ thương ghê chưa? Đây, cái chữ căn nhà màu tím này mới rõ nè. Đây là vú sữa nha các bạn, cái vú sữa lò rèn. Mình về hơi sớm chứ không có trái, mà về thấy vú sữa nó còn nè, nhỏ. Trái nè. Nè, nó còn nhỏ xíu mà. Đó, trái đẹp không? Đồ, trái vú sữa nó còn nhỏ quá, hái ăn không có được. Có trái, cũng có trái nhiều chứ không? Nhiều lắm nè, nhiều lắm nè. Yeah, cũng có trái chứ không phải là không. Đây, thấy có hai chị mặc áo bà ba màu tím đẹp quá trời kìa. Từ nào giờ 4-7 năm trời mới biết nhặt áo quá dài. Đó. Đẹp vậy.
đẹp mà nó mập. Hay ở bên đó nó có máy quay mấy cái máy quay phim cũ cũ hay gì vậy? Yeah. Lấy coi coi. À, trong này có chiếc xe 67 kìa. Ở trong ngoài cái chữ chữ kìa, nơi lưu giữ ký ức. Đó, nơi lưu giữ ký ức nha. Thì ký ức của ai có cái gì thì vào đây mình tìm tòi lục lọi lại coi. Đây em đi em tìm em có được gì trong này. Cái này của em. Đây. Ủa sao bị gì rồi? Bị trật di sơn rồi. Cái này hồi xưa là mình hồi cái năm mà mình 17 tuổi các bạn mình đi học mai là mình xài cái máy này nè. Đó. Lâu lắm rồi. Coi kiếm mới còn gì ký ức của mình nữa không? Nhà Mai cô Sáu Tây Đô. Ừ. Đó. Đây cái này ký ức của ông Tránh Bếp nè. Những cái này nè là Hiển cũng đã từng có qua. Đã từng có qua. Đó. Cái tủ này cũng có qua. Quan trọng là hai chiếc xe này, cái này như là 72 chứ không phải 67, 67 bên kia. À. Đó. Mấy cái đó thì em không biết rồi. Dạ. Cái đây là tay ga. Bên đây là anh Bây Gia. Cái này là thắng. Cái này là để đạp, để chúng ta vận hành đó. Còn bên đây là số. Có khoảng thời gian khi mà mình qua Úc đó nghe các bạn. Nhớ về quê hương, mình nhớ về ký ức đó mà. Rồi sau này Hiển mới biết là ở quê mình hay làm những cái bức tranh cẩn sà cừ này nè. Hiển rất là mê luôn. Đó. Cái này không phải 67. Cái chiếc này không phải 67. Chiếc này Yamaha. Chứ không phải Honda. Thấy người ta chiếc Yamaha nè. Dạ. Yeah. Đây là bia con cọp nè các bạn. Bia La Ve, bia con cọp hồi trước 1975 nha. Đó. Rồi sau này họ mới đổi lại cái chai nhỏ hơn. Cái này là cái lon Gigo nè. Cái lon đó nhớ với mấy bà già xưa xưa đựng vàng á. Những cái hộp này là những cái hộp này là đồ ăn của hồi xưa người lính hồi xưa đó, họ đi hành quân đó các bạn. Họ mang cơm sấy rồi họ mang đồ ăn, đồ thịt nguội, còn cái ca đó để uống nước. Đó, Hiển nhớ không lầm là cái ca đó hồi xưa rất là tốt nè, bằng inox không á. Đây nè, mấy cái bình này, hồi xưa nè, mấy cái thố này nè. Nhớ mỗi lần đám cưới là phải đem mấy cái bình này nè ra chùi rửa rồi ha. Đi mượn nữa, đó cái bằng ủi kìa. Ủi nè, cái cân nè. Cân. Ừ. Đó, đây là chiếc đam 50. Honda hả? Honda. Đây là biểu tượng của tháp Eiffel ở bên Pháp. Còn đây là hai cái khung mà điện thoại công cộng ở tại bên Anh mà chúng ta đi, mà nếu đi du lịch bên Anh hồi xưa thì hay gặp những cái trạm mà điện thoại công cộng như thế này. Đây cái điện thoại cũng còn ấy xưa quá ha nè. Thời xưa là cái điện thoại nó như vậy nè. Cái phòng này trưng bày cái gì đây? Phòng truyền hình. Ồ, đài truyền hình. Đài truyền hình hồi xưa vậy đó hả? Dạ. Ồ, đây. Đâu, nói vài câu coi. À, chúng tôi Quang Hiển, Hiển Trời Trời Vlog. À, hôm nay có những tin chính sau đây. Trước nhất là tin dự báo thời tiết, sau nữa là tin xe cắn chó. Đại khái là trước khi mà bắt đầu chương trình là họ sẽ nổi cái hình này lên. Ban đêm mà 0 giờ là 12 giờ đêm phải không anh? Là cái chương trình này nó ngưng rồi. Nó ngưng. Rồi tới 5 giờ sáng nó mới bắt đầu nó mới phát sóng lại. Chứ không phải giống như bây giờ mà lúc nào cũng có và nhiều đài nữa. Ở trên là ký ức, ở dưới là một thời. Một thời đó. Đó, nhưng mà cái ghế che lại rồi. Cái ghế là tượng trưng cho một cái người xứ ngôn viên. Đây, xếp vô đây là thấy mấy chữ. Xứ ngôn viên để ngồi để mà trao đổi, nói về tin tức rồi này kia. Các bạn biết đây là những cái máy quay phim mà thời hồi xưa đó, thời mà bắt đầu mà sau năm 75 bắt đầu phát triển lên rồi đó. Là những cái máy này họ mới du nhập về. Là lúc đó là nổi tiếng lắm, nghe ai mà giác được cái máy này là ngon à. Đó mà nó nặng lắm chứ đâu có nhẹ đâu. Cái này mà quay được cùng phim chắc gãy cái vai luôn quá. Đúng rồi, họ giác cái vai suốt luôn. Nghiệp quá ha, tội nghiệp mấy người hồi xưa họ quay phim quá. Rồi từ từ sau này nó mới nhỏ gọn lại. Chủ đây làm đài truyền hình. Cái ông chủ ở đây đó hả? À, cái phần trưng bày này là của cái ông chủ của đài truyền hình. Dạ. Bởi vì ông mới có những cái tài liệu mấy cái. Đúng rồi, nếu mà người ngoài sao có được. Hèn chi, ông mới có nhiều dữ vậy đó chứ đâu mà tìm ra được mấy cái này. Thấy có mấy cái máy video nữa nè.
hồi xưa cái thời em còn nhỏ đó, cái tivi này để trong nhà người ta mình chỉ đút vô cái cửa sổ thôi nha, để coi đó, rình rình cái cửa sổ để coi thôi đó, mình nhận ảnh nhỏ xíu vậy đó. Bộ bàn cũng màu tím, đây khám phá miền Tây. Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp, người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình. Quá hay. Chốt cái câu này nha. Rồi tiếp tục nha các bạn ơi. Cái khế cháy lắm luôn. Mình thấy rất là mê nha các bạn. Nhưng mà điều khi nãy mình ngồi á, thì mình cũng có đọc được dòng chữ là: quý khách vui lòng đừng hái hoa và trái trong vườn. Nó tại vì nếu mình hái rồi cái người đến sau không, họ không có thấy được. Đây lên ơi, có chừng té nha, có chừng cung cái tay lại đừng có chu cái đít, đừng có chu đó. Bên đây là nhà cổ, đây là nhà già rồi, nhà cổ vô luôn đây. Tao anh với em vô diễn cái vai này coi. Nhà già mới được. Đã tôi nói với bà rồi, phận của đàn bà là cái bếp. Bà đâu có được ngồi đây nè, trà không có nè, chén tách thì dơ nè, khách khứa người ta tới người ta cười thúi đầu. Ông đi thôi, ông về là ông chửi rủa ông sòm mà chén tôi mới có rửa. À, tôi chôn sạch. Ôi ôi cái... có cái bộ gõ kìa, cái này là gọi là ly văn chứ hả? Ly văn mà cái này là cái gỗ mun, gỗ mun. Ôi nó đẹp nè các ơi, ai mà có mấy cái này, mấy cái bộ mà trường kỷ như cái này gọi là trường kỷ nha. Đó. Rồi đi qua căn kế tiếp. Nhà này giàu quá không có nhiều ký ức. Nhà này không có ký ức gì hết. Giàu quá không ký ức. Không biết nó gì đâu. Giàu quá. Nhà nãy ký ức quá trời. Đây cái bông lụng đèn đẹp quá nè. Thì đó cái bông có đẹp đó. Nè cái bông lụng đèn nè. Để nó dở dở lên cho nè, thấy không? Nó đẹp lắm mà. Bạn thường khi mà thấy những cái khung hình mà cái những cái ngôi nhà như thế này á, là người dân ở An Giang đa phần là người Chăm, họ vẫn còn sống ở An Giang mà cái nghề chính của họ là cái nghề dệt thổ cẩm. Đó, những cái khăn truyền thống mà khăn rằn đồ này kia đó là cũng từ đó mà ra. Đây họ có cái khung dệt luôn nè. Hay quá ha. Dạ. Thì dệt cái này cũng không có rắc rối cầu kỳ gì lắm, thì mình giục cái con thoi giục qua giục lại giục qua giục lại vậy đó. Ủa rồi đây là nó dệt ra vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì chúng ta thường thường mà lấy khăn rằn quấn cổ là từ đây nè, nó có cái bài ca là khăn rằn quấn cổ đó. Hay chứ. Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về sớm nhỏ. Đó, hay không? Khăn rằn Nam Bộ. Rồi, bắt đầu mình đi tiếp, còn nữa không đây? Có anh bạn Thỏ kìa. Sao lẻ loi có một mình vậy? Anh bạn Thỏ ngước mặt lên coi. Không thèm dòm rồi. Đây, có những cái thùng để tưới nè nghe các bạn. Đủ loại, đủ size, đủ kiểu nha. Rau dốc cá mà nó mọc tràn lên luôn. Ủa sao nó dễ sống quá vậy? Dạ. Quá trời nhiều sim tím luôn. Có con đường đi lên đỉnh Vinh Quang. Dám đi không? Trời luôn. Trời hả? Thang lên thiên đường. Đây lên thiên đường. Đây con đường chúng ta lên thiên đường đây các bạn ơi. Tìm ở đâu xa? Lên luôn, lên luôn. Lên là lên luôn. Không, phía sau có mấy cái bồ câu đẹp quá kìa. Dạ. Được rồi. Thôi cam rồi, thấy đồ hàng hóa quá. À, chị lên cao quá tôi không dám dòm à. Tôi đi à. Đây mấy cái khung này nè, rất là dễ thương luôn. Ở đây có bàn cà phê rồi cho chúng ta trải nghiệm, có võng là màu tím luôn nha. Mệt quá ngủ 15 phút đi rồi đi tiếp. Nếu mà các bạn có xem được clip này ha, thì có dịp về quê thì cũng nên vào đây để trải nghiệm chơi. Thì họ bán cái vé 60.000. Cái vé đó mình vô đây rồi mình kêu nước mình uống. Nước gì cũng được, cà phê, sữa đá, cam hay là thế này thế nọ. Cũng hay, ý tưởng cũng hay. Con sông này không biết nước nó vậy hay sao mà nó đục dữ ha. Rồi tiếp tục.
có lời khen, rất là vệ sinh sạch sẽ nha. Các bạn thân mến, khi chúng ta đi đến những cái nơi mà để tham quan du lịch mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh quan đẹp đẽ sạch sẽ như thế này, tự động cái tâm hồn mình nó rất là sảng khoái. Sao cảnh nào cũng muốn tấp vô rồi thích một tiếng hay sao mà. Wow. Đó, hai em này thấy không, nhân viên mà ngồi rảnh rỗi nước quay nó phà. Không, vô đây thấy mấy em làm trong này đứa nào cũng dễ thương quá trời luôn, vui vẻ. Quý vị các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển cho Phó Bếp muốn chia sẻ một chút xíu cái không gian của tại cái nơi chốn mà màu tím phim trường, cũng có cái tên là căn nhà màu tím ở tại thành phố Cái Răng, Cần Thơ. Nếu các bạn có về miền Tây, có về Cần Thơ thì nên đến đây để trải nghiệm một lần cho biết. Khung cảnh thì rất là hữu tình, sạch sẽ. Mình tính rất là rẻ chứ ha. Dạ. Vừa tham quan khung cảnh đẹp mà vừa đi uống đi nước rất là ngon. Có thương mến Hiển Chờ Chờ, khi xem clip vui lòng đăng ký kênh, bấm like và nếu được thì share cho mọi người cùng xem. Giờ thì Hiển với Phó Bếp xin phép tạm kết thúc clip nha. Mình chúc đại gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye. Rồi, trả xe lại.